Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Trường Tương Tư chính là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý nhất của khán giả trong mùa hè 2023. Mỗi nhân vật trong phim đều có một sức hút riêng. Không những vậy, các mối quan hệ của những nhân vật trong phim cũng khiến người xem phải trăn trở. Nếu giữa Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh là câu chuyện tình nhiều trắc trở, mối quan hệ giữa Tiểu Yêu và Tương Liễu là tri kỷ, là tâm mệnh tương liên, thì mối quan hệ giữa Thương Huyền và Tiểu Yêu lại khó có thể nói hết thành lời. Cũng vì thế mà hầu như những cảnh phim xúc động nhất trong phần 1 của Trường Tương Tư cũng chính là những cảnh phim của hai anh em Tiểu Yêu và Thương Huyền. Trong video này, hãy cùng mình điểm qua loạt khoảnh khắc khiến khán giả nghẹn lòng của hai nhân vật Thương Huyền và Tiểu Yêu do Trương Vãn Ý và Dương Tử đảm nhận nhé. Nỗi nhớ thương vô hạn của Thương Huyền với Tiểu Yêu. Thương Huyền và Tiểu Yêu từng có một cuộc sống êm đềm trên đỉnh Chiêu Vân. Thế rồi, những âm mưu trốn cung đình khiến Tiểu Yêu mất đi mẹ của mình, Thương Huyền cũng trở thành trẻ mồ côi. Hai đứa nhỏ vốn được che mưa chắn gió, sống vô lo vô nghĩ bỗng chốc trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau. Vậy nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai bị chia cắt. Ngày chia ly, Thương Huyền hứa sẽ sớm đón Tiểu Yêu. Dẫu vậy, cậu chẳng biết rằng một lần đó, hai người đã xa nhau trong khoảng thời gian dài tới nỗi tưởng như sẽ không thể gặp lại nữa. Nhiều năm sau, Thương Huyền vẫn rong ruổi khắp đại hoang để tìm kiếm bóng hình Tiểu Yêu, dù mọi người đều nói với anh rằng có lẽ cô đã chết rồi. Sự đau khổ, nỗi thương nhớ triền miên của anh là điều chẳng mấy ai hiểu. Bởi lẽ, một người như Thương Huyền hiếm khi mở lòng với người khác. Thế nhưng, anh lại làm điều đó với Văn Tiểu Lục mà không biết rằng gã y sư ở trước mặt mình lại chính là người con gái mà mình vẫn luôn thương nhớ. Cảm giác tội lỗi, đau khổ khi biết bản thân đã làm tổn thương Tiểu Yêu thật nhiều. Về phần Tiểu Yêu, thực ra từ sớm nàng đã biết thân phận thật của Thương Huyền. Dẫu vậy, vì những khúc mắc trong lòng nên Tiểu Yêu vẫn che giấu bản thân. Tuy nhiên, sự thật này đã được phơi bày sau khi Tiểu Yêu theo Thương Huyền về núi Ngũ Thần. Đó cũng là lúc Thương Huyền nếm trải cảm giác đau khổ, hối hận vì bản thân từng vô tình làm tổn thương người con gái quan trọng nhất trên đời thật nhiều. Trước đấy, vì không biết Văn Tiểu Lục là Tiểu Yêu, Thương Huyền từng ra lệnh đánh gãy chân cô. Anh cũng cho người dùng hình với Tiểu Yêu khiến cô bị côn trùng cắn nát bàn tay. Khoảnh khắc đối diện với Tiểu Yêu, trong lòng Thương Huyền như có ngàn lời muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thốt ra một câu ngắn ngủi, có đau hay không. Về phần Tiểu Yêu, khi biết Thương Huyền đã nhận ra mình, cô không kìm nổi những giọt nước mắt và có lẽ các khán giả cũng vậy. Nghẹn lòng cảnh Tiểu Yêu và Thương Huyền nhận nhau trong nước mắt. Lần đầu tiên Tiểu Yêu gọi Thương Huyền bằng hai tiếng ca ca sau nhiều năm, đó là khi cô đang phải trải qua cảm giác đau khổ tột cùng vì lầm tưởng Tĩnh An Phi là mẹ mình. Cô muốn hỏi tại sao mẹ lại bỏ rơi mình, có phải vì cô chưa ngoan hay không? Lúc này, thần trí của Tiểu Yêu đã mất đi sự tỉnh táo. Chỉ đến khi Thương Huyền liên tục gọi Tiểu Yêu, nói cho cô biết mẹ của cô đã chết trên sa trường còn đây chỉ là một người phụ nữ có gương mặt tương tự, Tiểu Yêu mới có thể quay về hiện thực. Xót xa hình ảnh hai con người cô khổ nương tựa vào nhau. Do đã chịu quá nhiều tổn thương, thế nên ước vọng lớn nhất của Tiểu Yêu là được sống yên bình bên cạnh những người mình thương yêu. Thế nhưng, cô đã từ bỏ điều đó để trở lại làm đại vương Cơ Cửu Giao của nước Hạo Linh. Bởi lẽ chỉ bằng thân phận ấy, Tiểu Yêu mới có thể giúp đỡ Thương Huyền. Về phần Thương Huyền, anh cũng thừa hiểu vì mình nên Tiểu Yêu mới lựa chọn như vậy. Quá cảm động, anh đã ôm lấy Tiểu Yêu và âm thầm tự nhủ với lòng rằng bản thân phải bảo vệ Tiểu Yêu bằng mọi giá. Ở chiều ngược lại, Tiểu Yêu cũng hạ quyết tâm, nếu huynh đã chọn con đường trở về núi Tây Viêm vậy thì dù tương lai có phải đối mặt với bao gió tanh mưa máu, ta cũng sẽ đứng về phía huynh, giúp huynh đạt được mong muốn. Đúng như Tiểu Yêu đã nghĩ, hành trình tranh đoạt vương tọa của Thương Huyền vô cùng gian nan, nguy hiểm. Anh từng bị Ngô Cương tấn công và suýt chút nữa đã mất mạng. Không chỉ Ngô Cương, màn ám sát ấy còn có sự tham gia của Tương Liễu. Thế nhưng nhờ Tiểu Yêu liều mạng che chắn, Thương Huyền mới có thể bình an. Sau sự kiện đó, Thương Huyền tại thành Tây Viêm tiếp tục gặp vô vàn trắc trở khi mà hai vị vương thúc của anh đã xây chắc thế lực. Nhờ mưu kế của Đồ Sơn Cảnh, Thương Huyền quyết định tiến vào Trung Nguyên. Dẫu vậy, vào thành khó, ra lại càng khó hơn. Để có thể loại bỏ sự nghi ngờ của kẻ thù và bình an rời đi, Thương Huyền phải giả vờ trở thành kẻ ăn chơi sa đọa. Thậm chí, Thương Huyền còn uống tiêu giao đan và bị lệ thuộc vào thuốc, đánh mất lý trí. Vì sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương Tiểu Yêu,
Thương Huyền đã tự cắn bàn tay mình với mong muốn nỗi đau sẽ giúp anh giữ lại tia ý thức cuối cùng. Trong thời khắc khó khăn ấy, một lần nữa Tiểu Yêu đã ở cạnh Thương Huyền, hát bài ca gắn liền với tuổi thơ của cả hai để giúp anh tỉnh táo. Thương Huyền bàng hoàng, thống khổ khi thấy Tiểu Yêu chết trong biển lửa. Ở tập 30, Tiểu Yêu bị ám sát trong rừng mai và không thể qua khỏi. Khi Thương Huyền đến nơi, những gì anh nhìn thấy chỉ là biển lửa hừng hực của trận pháp tuyệt sát. Anh như phát điên, liều mạng muốn xông vào, buộc Quân Diệc phải ra tay đánh ngất chủ tử của mình. Lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Thương Huyền nghĩ đến chính là tình trạng của Tiểu Yêu. Thế nhưng, anh lại phải nghe tin dữ. Thương Huyền bàng hoàng, không tin vào sự thật, cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa cho cô. Dù biết Tiểu Yêu không nghe thấy, nhưng anh vẫn xin cô đừng bỏ anh một mình. Hãy để anh có cơ hội thực hiện lời hứa trồng đầy cây phượng hoàng trên đỉnh Từ Kim, làm cho cô một chiếc xích đu và biến nơi đó thành nhà của hai người. Phân cảnh Tiểu Yêu rút dao đối mặt với Thương Huyền. Đây là một phân cảnh xuất hiện ở phần 2 của phim. Có lẽ bối cảnh của cảnh phim này là sau khi Tiểu Yêu biết được sự thật rằng chính Thương Huyền là người đã đứng đằng sau lên kế hoạch và giết chết Đồ Sơn Cảnh. Tiểu Yêu đã cầm dao để chất vấn Thương Huyền rằng tại sao lại làm như thế với cô, tại sao người cô tin tưởng nhất lại ra tay giết chết chồng sắp cưới của cô. Tiểu Yêu cầm trên tay con dao đứng trước kẻ thù nhưng cô không thể tiến lên, mà chỉ có thể lùi vì người đối diện cũng chính là ca ca mà cô yêu thương và tin tưởng nhất. Tất cả những gì cô có thể làm lúc ấy chỉ là đau đớn và bất lực đến tận cùng. Còn Thương Huyền, hắn tin rằng Tiểu Yêu sẽ không thể xuống tay với hắn. Thương Huyền không phủ nhận, cũng không giải thích mà chỉ đau khổ nói với Tiểu Yêu rằng ta thích muội là sai sao, ta muốn ở bên muội mãi mãi cũng là sai sao. Đây là một trong những phân cảnh đối diễn cực kỳ ấn tượng của Trương Vãn Ý và Dương Tử. Nó thật sự khiến trái tim người xem như thắt lại theo từng ánh mắt, cử chỉ và lời thoại của cả hai nhân vật chính. Trên đây là một số khoảnh khắc khiến khán giả nghẹn lòng của Thương Huyền và Tiểu Yêu cũng như những màn đối diễn ấn tượng của Trương Vãn Ý và Dương Tử trong trailer và phần 1 của Trường Tương Tư. Và có thể vẫn còn rất nhiều phân cảnh xúc động khác giữa Thương Huyền và Tiểu Yêu trong phần 1 của Trường Tương Tư mà chúng mình chưa đề cập đến. Vì thế các bạn hãy comment để bổ sung cho chúng mình với nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng mình để xem thêm nhiều video mới, hấp dẫn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. See you!